Thưa quý vị, quý 1 năm 2022 thị trường bất động sản vẫn đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Cuối quý 2 thị trường này bắt đầu đón nhận những thông tin không mấy khả quan khi nguyên chủ tịch của các tập đoàn bất động sản lớn bị bắt và đến quý 3 thì thị trường này gần như đóng băng khi thanh khoản giảm mức trầm trọng. Thực trạng này đã và đang kéo theo nhiều ngành nghề liên quan bị ảnh hưởng nhìn nhận hệ lụy khi thị trường bất động sản có những bất ổn trong thời gian qua bộ xây dựng đã chủ động có những đề xuất nhằm kéo giá nhà xuống với giá trị thực và đồng thời đưa ra những kiến nghị phù hợp nhằm phục hồi thị trường bất động sản nói riêng và các ngành nghề khác liên quan nói chung để quý vị và các bạn có thêm cái nhìn về vấn đề này, góc nhìn tuần này xin được bàn sâu về những giải pháp phục hồi thị trường bất động sản thông qua phần bình luận của khách mời tham gia chương trình. Và xin trân trọng giới thiệu ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng. Rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Và thưa quý vị, trước khi có cuộc trò chuyện cùng với vị khách mời ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi một đoạn phóng sự ngay sau đây. Theo thống kê chưa đầy đủ của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm nay, sự sụt giảm nguồn cung một cách trầm trọng đã ảnh hưởng lớn đến giao dịch và tính hấp thụ trên thị trường. Khan hiếm nguồn cung, thanh toán trên thị trường bất động sản ở mức thấp cùng với việc biến động khó lường của thị trường vật liệu xây dựng và khó khăn hậu Covid đã và đang khiến một doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực xây lắp như Phục Hưng Holdings phải tính toán đến phương án cắt giảm nhân sự và thu hẹp sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Theo Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, không chỉ Phục Hưng Holdings bị ảnh hưởng từ việc thị trường bất động sản rơi vào tình trạng ảm đạm, mà nhiều đơn vị thành viên cũng như các ngành nghề khác liên quan đến lĩnh vực này cũng bị tác động nghiêm trọng. Bất động sản đóng góp 7,62% GDP quốc gia, tác động đến hơn 40 ngành nghề kinh tế quan trọng khác, nhất là những ngành nghề liên quan trực tiếp như xây dựng, du lịch, lưu trú ăn uống, công nghiệp chế biến chế tạo, tài chính ngân hàng do đó khi thị trường này rơi vào trạng thái đóng băng sẽ dẫn đến nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh như sản xuất xi măng sắt thép gạch ốp lát rơi vào tình trạng ế ẩm đình đốn nhiều lao động bị mất việc làm hoặc giảm lương Báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế Tài chính Bất động sản Đất Xanh, 10 tháng đầu năm 2022, số lượng doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn là gần 2.300 doanh nghiệp, tăng 52,8% so với cùng kỳ. Số lượng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể gần 1.000 doanh nghiệp, tăng 42% so với cùng kỳ. Nhiều doanh nghiệp phải tái cơ cấu lại mô hình, giảm quy mô, tính giảm hệ thống nhân sự. À, vâng thưa ông ạ con số mà viện nghiên cứu về kinh tế tài chính bất động sản đất xanh service vừa đưa ra thì đã cho thấy phần nào những cái phản ứng tiêu cực trong 9 tháng qua của thị trường bất động sản vậy thì nhìn nhận về thực tế thì ông mà đánh giá như con số này như thế nào ạ một số cái chỉ tiêu ví dụ như là nguồn cung bất động sản thì rất là hạn chế nguồn cung bất động sản từ từ trong năm 2021 cũng như là À, sang năm 2022 thì cũng đều đều là giảm Nhiều địa phương à, có cái nguồn cung bất động sản Nó giảm đến 4-50% so với cả cái giai đoạn trước Cái thứ nữa ấy là à, Đối với thị trường bất động sản thì cái cơ cấu Của các sản phẩm bất động sản thì cũng chưa được phù hợp Với cả thị trường Phù hợp với cả nhu cầu của người dân à, Đặc biệt ở đây là cái nguồn cung bất động sản à, cao cấp thì à, nhiều thậm chí là có những địa phương à, đặc biệt như là Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh thì cái nguồn cung bất động sản cao cấp là chính Thế còn không có gần hầu như là không có cái nguồn cung à, bất động sản cũng như là nhà ở cho các cái ở cái phân khúc à, à, rẻ phù hợp cho các cái đối tượng thu nhập thấp không có nhà ở à, rất là hạn chế các cái dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị cũng như là à, công nhân, người lao động. đấy thì cái cơ cấu về sản phẩm bất động sản cũng cũng còn chưa được phù hợp. đấy cũng là một cái vấn đề của thị trường. À, cái vấn đề nữa ấy, thì à, sau khi à, từ cuối quý 2 trở lại đây thì chúng ta còn thấy một cái việc nữa là cái giao dịch, cái thanh khoản và cái lượng giao dịch bất động sản thì nó bị giảm và như uh, anh đính ở hiệp hội uh, môi giới bất động sản cũng có cũng cho biết ấy, là cái lượng giao dịch nó rất là là rất là thấp rất là thấp Đấy. khả năng thanh khoản của các cái sản phẩm bất động sản của các cái dự án bất động sản thì cũng gặp rất nhiều khó khăn Đấy. các dự án bất động sản cũng không không thể thanh khoản được các cái sản phẩm mà đã đủ điều kiện đưa vào thị trường uh, và một cái điểm nữa ấy, thì cái giá bất động sản thì tại một số dự án một số doanh nghiệp thì cũng cũng đã có cái việc là giảm giá tuy nhiên là cái mặt bằng giá bất động sản uh, vẫn đang ở mức cao vẫn đang ở mức cao uh, và hầu như là cũng vẫn giữ cái mức uh, đã mức giá mà mà ở tầm cuối quý 2 năm vừa rồi đấy thì À, và các cái hoạt động của các cái doanh nghiệp bất động sản thì ở đây chúng ta cũng thấy rằng là à, cũng gặp rất nhiều khó khăn về cái việc là tiếp cận cái nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án các nguồn vốn của doanh nghiệp để dành cho đầu tư bất động sản thì đều khó khăn ví dụ như là nguồn vốn về tín dụng vay tín dụng vay tín dụng rồi là ngay kể cả những cái nguồn vốn huy động từ khách hàng À, bất động sản thì cũng cũng gặp khó vì người dân cũng cũng không có không không được tiếp cận về các cái nguồn vốn vay để cùng với cả cái lượng tiền sẵn có để đầu tư vào bất động sản Đấy, thì dẫn đến là cả cái khả năng thanh khoản các sản phẩm của bất động sản thì nó khó thì dẫn đến cái dòng vốn dòng tiền à, huy động vào để thực hiện các dự án bất động sản cũng là cũng sẽ cũng là gặp khó khăn rồi các cái nguồn vốn thông qua các kênh như là phát hành trái phiếu của doanh nghiệp rồi là thị trường chứng khoán cũng có những cái sự suy giảm để dẫn đến là cái nguồn vốn dành cho uh, nguồn vốn của các cái doanh nghiệp bất động sản là đang gặp khó khăn rất nhiều vâng ạ à, thị trường bất động sản thì có thể nói là bất động sản nó một cái là một cái tư liệu sản xuất rất là đặc biệt nó là đầu vào của những cái ngành nghề khác liên quan đến việc là sử dụng những cái mặt bằng giống như là nhà máy văn phòng hay là nhà hàng hay thậm chí là nông nghiệp nữa vậy thì theo ông cái việc mà thị trường phản ứng thái quá và nhạy cảm như vậy nó sẽ kéo theo những cái hệ lụy nào khác nữa như chúng ta đã biết thì cái cái thị trường bất động sản ngành nghề kinh doanh bất động sản thì nó có tác động liên quan, liên thông đến rất nhiều cái ngành nghề lĩnh vực khác. Các cái dự án bất động sản thì sẽ tạo ra các cái cơ sở vật chất để phục vụ cho sản xuất kinh doanh của các ngành nghề lĩnh vực. Khi mà các dự án bất động sản mà gặp khó khăn mà không thực hiện được, không thể hoàn thành được thì đương nhiên sẽ không tạo ra được các cái tài sản cơ sở vật chất cụ thể để để phục vụ cho các ngành nghề. Thì đấy cũng lại là một cái khó khăn tiếp theo, một cái cái tác động tiếp theo. Rồi, rõ ràng là khó khăn trong thị trường bất động sản thì lại kéo theo rất là nhiều ngành nghề khác cũng bị khó khăn. nhưng mà có một nghịch lý đó là à, tại sao thanh khoản thì hầu như không có nhưng mà giá thì vẫn neo ở mức cao. ông có thể lý giải vì sao không ạ? tôi cho rằng là giá cao một phần là do cái nguồn cung của bất động sản của chúng ta thời gian vừa rồi ấy là là rất là hạn chế rất khó khăn. cái khi cái nguồn cung nó ít mà cái nhu cầu đầu tư, nhu cầu sử dụng nó có nhiều thì đương nhiên cái nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề giá. À, cái điểm thứ hai nữa là à, cái chi phí đầu tư cho cái sản phẩm bất động sản thì nó vẫn là cái chi phí đầu tư nó vẫn là cao và thậm chí là các cái sản phẩm hiện đang giao dịch nó là các cái dự án đang đã, đã được triển khai từ thời gian trước đây. đấy thì nó cũng và có một cái đặc điểm nữa đặc tính nữa của cái việc đặc tính và cái chu kỳ điều chỉnh của cái giá bất động sản ấy, thì nó cũng phải cần có thời gian cần có thời gian à, và à, đương nhiên là phải có thời gian và phải có giao dịch phải có giao dịch thì khi có nhiều giao dịch thì nó mới thiết lập được một cái mặt bằng giá khác mặt bằng giá mới lúc đó thì cái điều chỉnh điều chỉnh của thị trường, điều chỉnh tăng giảm của thị trường, điều chỉnh giá của bất động sản, nó mới được thiết lập. À cũng chứ nó không như các cái loại hình sản phẩm khác mà nó có thể điều chỉnh và thiết lập cái mặt bằng giá ngay lập tức. Đấy thì đấy là một trong à, tôi cho rằng một vài cái yếu tố mà mình có thể à, à, mình có thể thể lý giải cho cái câu chuyện là à, mặt bằng giá bất động sản nó vẫn còn đang cao. Thưa quý vị, hàng loạt thách thức và khó khăn đang khiến các doanh nghiệp bất động sản và các ngành nghề khác liên quan phải đối mặt, đặc biệt là các doanh nghiệp có năng lực tài chính kém. Việc kiểm soát tín dụng, phát hành trái phiếu đối với lĩnh vực được cho là phát triển nóng trong thời gian qua là cần thiết. Tuy nhiên, siết như thế nào cho hợp lý, tránh hiệu ứng domino đối với các ngành nghề khác liên quan đến lĩnh vực này chính là câu chuyện đang được dư luận quan tâm. Bất động sản có đóng góp rất lớn cho GDP cả nước nên dòng vốn đổ vào thị trường rất lớn kéo theo những tác động đến thị trường tài chính tiền tệ. Phía sau bất động sản có khoảng 40 ngành nghề sản xuất kinh doanh. Vì thế, nếu bất động sản chậm phát triển sẽ kéo theo hàng loạt ngành nghề khác gặp khó khăn, sản xuất bị đình trệ, nguy cơ hiệu ứng domino sẽ xảy ra. Do đó, cần khơi thông dòng vốn chảy vào thị trường này, tạo cú hích quan trọng để làm tan quả bóng tuyết đang lăn không có điểm dừng, tránh những hệ lụy khó lường cần phải bơm máu cho các doanh nghiệp có uy tín, tiềm lực tài chính nhằm tạo cơ hội cho cục máu đông của nền kinh tế được lưu thông một cách hiệu quả. Do đó, việc xem xét các kênh huy động vốn cho thị trường bất động sản nói riêng, các ngành nghề kinh tế khác nói chung cần được chính phủ cân nhắc sớm. Đánh giá vai trò quan trọng của bất động sản đối với các ngành nghề khác. Ngày 8 tháng 11 năm 2022 vừa qua, đại diện lãnh đạo chính phủ đã có buổi làm việc với đại diện Bộ Xây dựng, và các doanh nghiệp bất động sản để nhìn nhận những khó khăn tồn tại, từ đó đưa ra giải pháp để gỡ những vướng mắc đối với thị trường này. Từ đó ngăn chặn hiệu ứng domino khi thị trường bất động sản rơi vào trạng thái đóng băng vâng ạ phóng sự vừa rồi thì có nhắc đến hai cái cụm từ đó là bơm máu và khơi thông dòng vốn được các chuyên gia thời gian gần đây họ sử dụng rất là nhiều và họ đưa ra là sẽ nhằm gỡ khó cho cái thị trường bất động sản vậy thì ông nhìn nhận về vấn đề này như thế nào ạ cái nguồn vốn cho đầu tư bất động sản là đặc biệt quan trọng để mà vận hành một cái thị trường bất động sản mà ở đây thì uh, nguồn vốn dành cho bất động sản thì chúng ta có thể hình dung nó từ mấy nguồn thứ nhất đấy là nguồn vốn tự có của doanh nghiệp thứ hai ấy là nguồn vốn uh, uh, vay tín dụng của ngân hàng và cái nguồn vốn mà thông qua cái thị trường phát hành trái phiếu rồi cái nguồn vốn huy động từ thị trường chứng khoán và một cái nguồn vốn nữa ấy là huy động từ khách hàng và một số các cái nguồn vốn khác tuy nhiên là không nhiều đấy thì rõ ràng ấy là và các cái nguồn vốn này và các cái thị trường này ấy, thì nó có tính liên thông liên hoàn lẫn nhau Đấy, thì cái việc mà à, có thể tắc nghẽn hoặc là gặp khó khăn ở một cái bất kể một cái thị trường nào ấy, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tất cả các cái thị trường liên quan này dẫn đến ấy là ở đây thì rõ ràng là nó phải có một cái hỗ trợ khi mà khi mà 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 các cái nguồn vốn nó gặp khó khăn thì cần phải có cái sự hỗ trợ để để khơi thông để uh, các cái dòng vốn mà dành như tôi đã kể để mà dành cho cái thị trường bất động sản các dự án bất động sản nó có thể uh, hoạt động bình thường và để cho các cái dự án này nó có thể uh, triển khai được thì thì uh, cần phải có cái 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 giải pháp để để mà khơi thông được các cái dòng vốn, cái dòng vốn này để nó nó luân chuyển, nó có thể như chúng ta hình dung và như các chuyên gia thì hay à, hay ví dụ cái dòng vốn nó như là dòng máu trong cơ thể, à, dòng dòng vốn của doanh nghiệp thì cũng như dòng máu trong cơ thể, thì cho nên là khi mà cái dòng vốn này mà nó bị đình trệ thì nó sẽ cái hoạt động của doanh nghiệp nó sẽ gặp vấn đề giống như chúng ta cũng sẽ như một cơ thể nó sẽ gặp vấn đề về 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 sức khỏe dẫn đến là là không thể mà 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 hoạt động bình thường được thì khi mà nó tắc nghẽn thì cần phải có giải pháp để 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 khơi thông để giải quyết vâng ạ. như vậy là bơm máu cũng như là khơi thông dòng vốn là một cái điều rất là quan trọng một cái giải pháp tháo gỡ rất là cần thiết à, vậy thì cái việc bơm máu như thế nào và khơi thông ra sao thì cũng là một cái câu chuyện cần phải xem xét và cần phải đưa ra bàn luận rất là kỹ lưỡng đúng không ạ à, theo à, theo tôi và thực ra ấy, thì cái câu chuyện này thì chắc là cũng không à, không không khó để mà đánh giá rõ ràng là cái cái nguồn vốn dành cho thị trường bất động sản thì rất là quan trọng, rất là quan trọng và như tôi nói là cái việc uh, khơi thông cái dòng vốn uh, cũng như là uh, khơi thông dòng vốn để giải giải quyết cái cái việc tắc nghẽn dòng vốn ấy thì là cần thiết đương nhiên rồi nhưng nhưng mà cái việc khơi thông như thế nào rồi giải pháp ra làm sao thì tôi cho rằng ấy nó cũng nếu chúng ta hình dung nó như một dòng máu trong một cơ thể và khi cơ thể nó có vấn đề khi à, thì cái việc mà khơi thông hay là như các chuyên gia hay nói là bơm máu rồi vân vân ấy nó như là một cái liệu pháp như là một cái phương pháp chữa trị của một người bệnh người có vấn đề thì rõ ràng là chúng ta phải có một cái à, à, đánh giá một cái như chúng ta như đi khám bệnh đúng không? Chúng ta phải kiểm soát, đánh giá và, và 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 chẩn đoán cho nó và từ đó thì chúng ta phải có một cái liều lượng cho nó phù hợp, đưa ra một cái liều thuốc nhưng nó phải liều lượng phù hợp thì mới thứ nhất là chữa được bệnh. Nhưng mà nó lại không gây các cái cái uh, hậu quả cũng không như là gây ra các cái tác dụng phụ khác thì theo tôi là cái đấy là là chuyện rất bình thường à, kể cả à, trong câu chuyện à, thị trường bất động sản thì cái quan trọng là giải pháp thì đúng rồi nhưng liều lượng ra sao? Vâng ạ. Vậy thì Bộ Xây dựng đã có những đề xuất, có những kiến nghị gì để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản ạ? Trong thời gian vừa qua ấy, thì thì à, chính phủ cũng như là Bộ Xây dựng các bộ ngành thì cũng à, rất là tích cực. À, à, thứ nhất là À, đi à, à, làm việc với cả các địa phương, các doanh nghiệp để nắm bắt được tất cả những cái khó khăn vướng mắt hiện tại Đấy. và như tôi nói là để để chúng ta đánh giá cho nó đúng, đánh giá cho nó à, cụ thể à, về và, à, và 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 đúng thực tế về các cái khó khăn hiện tại để đưa ra một các cái giải pháp và các cái liều lượng cho phù hợp. Đấy. Thì ở đây để giải quyết các cái khó khăn vướng mắt cho thị trường bất động sản thì tập trung vào mấy cái giải pháp. Giải pháp thứ nhất thì rõ ràng như chúng ta biết đấy là hiện giờ nguồn cung bất động sản là đang đang gặp khó khăn rất hạn chế. thì cái giải giải pháp đầu tiên là phải đẩy nhanh và làm tăng cái nguồn cung bất động sản, tăng nguồn cung bất động sản. thì nguồn cung bất động sản ở đây gặp khó cũng cũng có một cái lý do ấy là có nhiều dự án bất động sản à, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện thì lại cũng gặp khó, gặp vướng mắc về cái trình tự thủ tục à, pháp lý để triển khai thực hiện dự án rồi liên quan đến các quy định pháp luật, rồi trình tự thủ tục của à, à, giải quyết của địa phương chẳng hạn. thì cái việc đó ấy là À, cũng phải à, các địa phương các bộ ngành thì cũng phải tập trung để già soát lại các cái, cái các cái dự án này các cái danh mục dự án này để giải quyết các cái vướng mắc về mặt uh, triển khai dự án để đưa cái dự án vào thực hiện và để làm tăng ra cái nguồn cung của bất động sản đấy là cái thứ nhất thế cái thứ nữa thì đương nhiên cũng là phải đẩy mạnh để cái cái việc triển khai các cái dự án mới, các dự án mới thông qua các hình thức như là đấu giá đấu thầu dự án giao đất để triển khai thực hiện dự án mới à, chứ chúng ta cũng không thể nào mà cứ trông chờ phụ thuộc vào các dự án trước đây sẵn có đúng không ạ à, cái thứ đương nhiên thì à, à, trong cái việc tăng nguồn cung bất động sản ấy, thì cũng phải tập cũng phải có cả cái giải pháp là điều chỉnh lại cái cơ cấu sản phẩm bất động sản để cho nó phù hợp với cả thị trường đấy thì phù hợp với thị trường phù hợp với nhu cầu của người dân thì 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 khi đó cái cái thanh khoản của các dự án bất động sản nó mới tăng lên tăng lên thì thì các cái hoạt động của thị trường nó mới nó mới ổn định thì ở đây ấy, thì cũng phải đẩy mạnh để cái việc phát triển các cái dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở cho công nhân cho người thu nhập thấp. Rồi dự án nhà có cái giá phù hợp với cả 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 thu nhập của bình quân của người dân. Thì trên cơ sở đó thì như 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 chúng ta biết là thủ, chính phủ cũng đang chỉ đạo À, thực hiện cái đề án mà, mà từ nay từ nay đến năm 2025 sẽ sẽ đầu tư uh, trên một triệu căn nhà ở xã hội Đấy, dành cho các đối tượng uh, thu nhập thấp rồi cho công nhân và các đối tượng để mà uh, cái thị trường bất động sản phát triển ổn định lành mạnh và với một cái giải pháp uh, căn cơ lâu dài thì uh, đương nhiên là chúng ta phải hoàn thiện cái thể chế các quy định pháp luật các hành lang pháp lý để cho thị trường bất động sản cũng và các cái thị trường liên thông kia hoạt động nó ổn định thì vâng. theo tôi vậy. vâng ạ à, có nhiều ý kiến cho rằng là không nên chúng ta sẽ giải cứu bất động sản bởi vì đây là một cái ngành nghề siêu lợi nhuận và cũng là tạo cơ hội cho những người mà họ đầu cơ và ôm đất để đẩy giá lên cao vậy thì theo ông giải pháp căn cơ là gì để chúng ta có thể đưa cái giá nhà nó sát với thực tế và ngăn chặn cái tình trạng đầu cơ này ạ À, đâu đó thì à, đang có một cái đặt vấn đề là à, chính phủ các bộ ngành đang xem xét cái câu chuyện giải cứu bất động sản và người ta đang hình dung ấy à, là à, rất đơn giản đấy là là đây là cái câu chuyện sử dụng tiền sử dụng vốn để hỗ trợ cho thị trường nhưng nhưng tôi thì tôi nghĩ rằng là để giải quyết cho thị trường bất động sản ấy ở đây là à, mình phải hiểu đúng cái việc này Nên là chúng ta đang nghiên cứu để giải quyết tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắt của thị trường và để hỗ trợ cho thị trường ở nhiều khía cạnh nhiều lĩnh vực khác nhau chứ nó không chỉ À, mình à, không không nên hình dung đơn giản nó chỉ là dùng tiền hay là dùng cái gì đấy để giải cứu thị trường và là để làm lợi cho à, à, đang đặt vấn đề về lợi nhuận rồi về à, câu chuyện này kia thì cho, cho 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 doanh nghiệp thì nó không phải mà ở đây nó là giải pháp tổng thể để giải quyết tháo gỡ khó khăn ở các à, các khía cạnh các lĩnh vực liên quan đến thị trường như tôi nói ấy là à, à, đối với cái dự án bất động sản thì nó liên quan đến rất nhiều các cái khía cạnh lĩnh vực như uh, uh, đất đai, đầu tư, rồi về quy hoạch, rồi về uh, uh, xây dựng, rồi về các cái pháp luật về kinh doanh bất động sản, nhà ở, vân vân. Thế thì cái việc mà có khó khăn vướng mắc thuộc các lĩnh vực nào thì thì phải giải quyết ở cái lĩnh vực đó. Đấy thì. Uh, Uh, đấy uh, theo quan điểm của tôi là như vậy quan điểm tôi vậy thế còn mà để mà rõ ràng ấy là 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 để mà như tôi nói thì trước đấy là để mà giải quyết cho nó căn cơ cho nó bài bản cho nó tổng thể đối với thị trường bất động sản thì thì uh, cái quan trọng nhất là chúng ta vẫn phải là hoàn thiện thể chế và cái các quy định pháp luật liên quan ở đây thì Uh, thứ nhất là hiện nay chúng ta đang nghiên cứu để sửa đổi cái luật uh, đất đai uh, uh, Cùng với đó là luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản Là mấy cái bộ luật rất là quan trọng liên quan đến cái lĩnh vực bất, uh, liên quan đến cái thị trường bất động sản Thế, uh, Ngoài ra thì đương nhiên là nó còn liên quan đến các cái pháp luật khác Thế thì uh, trong... Uh, uh, trong uh, ví dụ như là luật kinh doanh bất động sản thì cũng uh, đang được bộ xây dựng nghiên cứu sửa đổi uh, sửa đổi theo cái hướng là để uh, quản lý chặt chẽ và tốt hơn các cái hoạt động về kinh doanh bất động sản uh, và một cái thứ nữa ấy, là để uh, giải quyết cho cái thị trường bất động sản thì chúng ta sẽ thấy một cái điểm là uh, thị trường bất động sản cũng có những cái bất cập do là bị thiếu thông tin, thông tin của thị trường bất động sản uh, không được đầy đủ, thì các nhà đầu tư, doanh nghiệp rồi những người liên quan là không có cái thông tin đầy đủ về thị trường, dẫn đến là hoạt động của của thị trường nó cũng cũng chưa được um, minh bạch, chưa được uh, ổn định. Thế thì một cái cái giải pháp nữa là chúng ta phải hoàn thiện cái hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản à, cũng như là các cái thông tin liên thông uh, của các ngành lĩnh vực liên quan đến thị trường bất động sản ví dụ như tôi nói ví dụ như quy hoạch uh, đất đai rồi là tài chính thuế vân vân thì các cái thông tin liên thông và cái thông tin hỗ trợ cho cái thị trường ấy nó phải nó phải công khai minh bạch rõ ràng thì từ cái hệ thống thông tin mà công khai minh bạch rõ ràng ý, thì cái hoạt động của thị trường và cái việc quản lý hoạt động của thị trường rồi cái việc tham gia giao dịch thị trường của các nhà đầu tư các doanh nghiệp nó cũng sẽ nó cũng sẽ tốt hơn nó cũng sẽ sẽ sẽ, sẽ được minh bạch hơn. Vâng ạ, rất là cảm ơn những chia sẻ và những phân tích bình luận của ông trong chương trình ngày hôm nay ạ. Tại cuộc họp báo thường kỳ chính phủ diễn ra chiều ngày 1 tháng 12, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, thời gian qua, thị trường bất động sản có biến động, đó là nguồn cung giảm, hoạt động giao dịch trầm lắng, thanh khoản giảm. Trước thực trạng đó, một số doanh nghiệp bất động sản đối mặt với những khó khăn như phải dừng hoạt động, một số doanh nghiệp cho công nhân lao động tạm nghỉ việc. Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập tổ công tác với thành viên là Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và một số bộ ngành Tổ công tác đang làm việc với các thành phố trực thuộc trung ương, địa phương có dự án bất động sản, gặp những vướng mắc để đôn đốc, hướng dẫn, giúp doanh nghiệp vượt khó khăn. Liên quan đến những hoạt động của tổ công tác, một số câu hỏi đã được đặt ra cho Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ngay trong buổi họp báo, như từ khi thành lập đến nay, kết quả kiểm tra của tổ công tác như thế nào? Khó khăn vướng mắc lớn nhất mà tổ công tác nhận thấy khi đi kiểm tra các dự án bất động sản là gì? Để từ đó tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn ấy trước diễn biến của thị trường trong thời gian qua chính phủ và các bộ ngành đã kịp thời có những giải pháp nhằm tiếp nhận thông tin nắm bắt tình hình từ đó sẽ có những giải pháp mang tính thực tế nhằm hướng đến một thị trường bất động sản phát triển ổn định củng cố niềm tin nhà đầu tư ngăn chặn tình trạng đầu cơ trong lĩnh vực đất đai góp phần kéo giá nhà sát với túi tiền của người dân Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình nguồn cung hạn chế cùng với việc các kênh huy động vốn vào thị trường bất động sản bị thắt chặt, việc tiếp cận nhà ở của người dân đã khó nay càng khó hơn. Điều đáng nói thị trường mất thanh khoản nhưng giá nhà đất vẫn không có tín hiệu giảm sâu như những thời điểm trước. Chính vì vậy để giải quyết được căn cơ cho thị trường vào thời điểm này, đòi hỏi cần phải có những giải pháp cụ thể mang tính thiết thực và thực tiễn cao. Toàn thị trường cũng đang chờ đợi những thông tin và giải pháp từ tổ công tác của chính phủ về việc tháo gỡ những khó khăn cho các dự án bất động sản một lần nữa xin được cảm ơn ông vương duy dũng đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau